vì sự hiếu nên mới vì mới có lòng từ bi, yêu thương cha mẹ, chiếu dưỡng cha mẹ là vượt thường, rất là to lớn. Này các ba Bồ Tát và Bồ Tát đều có cả chúng ta ha. Nếu quý vị tu tập mà thành Bồ Tát, quý vị thành Bồ, thành Phật mà không có hiếu thì ra sao, là không đúng qua con đường tu tập. Vì sao vậy? Vì sự hiếu là nhất vi tiền. Tiếp theo, vì là đoạn kiến liền thấy Phật tăng, cũng chính là vô thường của Bồ Đề. Vì chúng pháp đặng sanh thành tựu ngược thiếu giác, không thể thấy, chẳng hình dung về thập trụ Bồ Tát. Thấy phẩm Như Lai hoàn toàn, thấy pháp của Như Lai hoàn toàn, biết rõ Bồ Tát pháp trụ không ban đến sắc tướng của chư Phật. Đây là sắc tướng. Nếu mà quý vị Bồ Tát đều thấy sắc tướng này là như ban đêm thấy, còn các vị chư Phật thì thấy rất rõ. Hiện tôi đã nói ý trên. Kính thưa quý vị đồng tu, bài giảng kinh điển và thuyết pháp hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị đồng tu ở video clip bài giảng tiếp theo trong Phật giáo của chúng ta. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị đồng tu ở bài giảng tiếp theo. Xin cảm ơn.